Không gì tuyệt vời hơn là leo lên giường sau một ngày dài vất vả nhỉ? Nhưng trước đó, có thể bạn sẽ có thói quen trước khi đi ngủ, bao gồm việc cột tóc lên, nếu nó dài phải không? Tuy nhiên, thói quen này có hại nhiều hơn lợi. Bất cứ ai có mái tóc dài đều có thể nghĩ rằng việc buộc tóc đuôi ngựa khi ngủ sẽ bảo vệ tóc khỏi bị rối hoặc hư tổn. Nhưng hóa ra, thói quen này có thể gây rụng tóc. Nó thậm chí có thể dẫn đến một tình trạng sức khỏe gọi là chứng rụng tóc do bị kéo. Một số triệu chứng ban đầu là những nốt mụn nhỏ trên da đầu trông giống như mụn nhọt. Nếu bạn phớt lờ chúng và tiếp tục ngủ với tóc đuôi ngựa buộc chặt, bạn sẽ thức dậy và thấy nhiều tóc trên gối hơn. Ngoài rụng tóc, những người mắc chứng rụng tóc do bị kéo có thể bị ngứa, đỏ và bong tróc da đầu nữa. Tin tốt là tất cả những tác động tiêu cực mà tôi vừa đề cập sẽ biến mất nếu bạn ngừng cột tóc trước khi ngủ và cho tóc một thời gian để mọc trở lại. Nhưng hãy nhớ, đó không chỉ liên quan đến mỗi việc buộc tóc đuôi ngựa nha. Búi tóc hoặc thắt bím chặt hay thậm chí quấn ống lô cũng có thể gây hại cho tóc. Nói cách khác, điều tốt nhất bạn nên làm là thả tóc vào ban đêm. Tóc đặc biệt cần nghỉ ngơi vào ban đêm nếu bạn tạo nhiều kiểu vào ban ngày. Nhưng nếu bạn muốn tóc không phủ lên mặt trước khi ngủ, hãy thử quấn tóc trong khăn lụa hoặc sa tanh hoặc mua cho mình một chiếc mũ. Điều này sẽ giúp các sợi tóc không bị rối và đứt khi bạn lăn trên giường. Nhưng thật ra, buộc tóc đuôi ngựa khi ngủ không phải là thói quen phổ biến duy nhất có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể hoặc giấc ngủ của bạn. Có rất nhiều điều tưởng chừng như vô hại khác mà mọi người làm và không nhận ra nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi có một danh sách bất ngờ đây. Hãy bắt đầu với... Đi ngủ khi đói. Nếu để giảm một vài cân, bạn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc không ăn sau một lúc nào đó thì bạn sẽ thấy hậu quả đấy. Mặc dù đi ngủ khi đói là không tốt, nhưng ngược lại cũng không hay hơn chút nào. Trên thực tế, ăn một bữa nhẹ với nhiều protein và chất xơ trước khi ngủ sẽ thúc đẩy sự trao đổi chất. Việc này rất quan trọng để duy trì cân nặng hợp lý. Ngoài ra, nếu cơ thể bạn không nhận được nhiên liệu trước khi ngủ, mức insulin sẽ giảm xuống. Việc này gây nguy hiểm cho những người mắc bệnh tiểu đường và ngay cả những người khỏe mạnh cũng có thể bị chóng mặt hoặc đau đầu khi thức dậy. Nằm sấp khi ngủ. Tư thế ngủ yêu thích của bạn là gì? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận. Nhưng nếu câu trả lời là nằm sấp thì tôi có tin xấu cho bạn đây. Tư thế này có thể là tệ nhất. Nó gây căng thẳng thêm cho cột sống và lưng, khiến các cơ của bạn không được thư giãn khi nghỉ ngơi. Thêm sự căng thẳng này cho cột sống có thể gây đau hoặc tê ở các bộ phận cơ thể khác nhau. Ngoài ra, nằm sấp khi ngủ có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề ở cổ vì nó luôn ở tư thế vặn vẹo cả đêm. Các bác sĩ tin rằng nằm ngửa hoặc nằm nghiêng khi ngủ là lựa chọn tốt nhất. Lướt mạng xã hội. Nhiều người đã nhận thức được rằng việc mang thiết bị điện tử lên giường đồng nghĩa với việc ngủ không ngon giấc vì ánh sáng xanh mà chúng phát ra làm chậm sự sản xuất melatonin, hormone khiến chúng ta buồn ngủ. Ngoài ra, nhìn màn hình thiết bị cũng gây nguy hiểm cho mắt nữa. Ánh sáng xanh có thể làm hỏng các tế bào nhạy cảm với ánh sáng trong võng mạc. Sự căng thẳng còn tồi tệ hơn khi bạn nhìn trong tối. Đây là điều thường thấy ngay trước khi ngủ ở nhiều người. Việc này thậm chí có thể dẫn đến mất thị lực một phần hoặc vĩnh viễn. Giờ bạn biết rồi đấy. Tập thể dục. Một lịch trình và những công việc bận rộn hàng ngày thường khiến bạn chỉ có một lựa chọn, tập thể dục ngay trước khi đi ngủ. Nhưng trong khi bạn nghĩ mình đang rất cố gắng để giúp cơ thể khỏe mạnh và săn chắc, thì có thể bạn đang gặp thất bại đấy. Thực hiện các bài tập thể dục nặng làm bạn cảm thấy tỉnh táo, do đó sẽ dẫn đến khó ngủ. Và nếu bạn không ngủ ngon và đủ giấc, cơ thể sẽ sản xuất ít hormone tạo ra cơ hơn và thậm chí khiến khối lượng cơ giảm đi. Vì vậy, nếu bạn muốn đạt mục tiêu thon gọn của mình, hãy tập thể dục sớm nhất có thể. Không giãn cơ. Nhưng này, bỏ qua việc tập thể dục trước khi đi ngủ không có nghĩa là bạn nên tránh tất cả các hoạt động thể chất. Trên thực tế, giãn cơ nhẹ có thể giúp bạn tránh bị chuột rút ở chân vào ban đêm. Kiểu co thắt cơ này có thể rất đau và đáng lo ngại, ảnh hưởng đến 60% người lớn chỉ riêng ở Mỹ. Mặc dù các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn nguyên nhân chính xác gây ra chuột rút ở chân vào ban đêm là gì, nhưng họ khuyên nên giãn cơ thường xuyên để giảm nguy cơ.
Nhưng đừng làm quá mức, nếu không bạn sẽ phải ngủ với những cơn đau cơ đấy. Để một cốc nước gần giường. Như người đặt nó ở đó để phòng trường hợp thức dậy vào nửa đêm vì khát nước. Một số thích uống nước ngay khi thức dậy để bắt đầu một ngày mới. Nhưng để nước qua đêm có thể khiến nó có vị không ngon. Nguyên nhân là vì carbonate hòa vào nước. Và đừng quên, nước thừa có thể trở thành nơi trú ngụ của bụi hoặc thậm chí là bể bơi cho côn trùng. Mặc dù tất cả những điều này sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề về sức khỏe nào, nhưng uống nước mới hoặc nước đóng chai là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Ngủ với thú cưng. Bạn có thể nghĩ rằng nhược điểm duy nhất của việc này là phải xử lý lông thú trên giường. Và nếu thú cưng của bạn thường xuyên đến gặp bác sĩ thú y, bạn sẽ an toàn vì nguy cơ truyền bệnh thấp. Tuy nhiên, nếu hệ thống miễn dịch của bạn không ở trạng thái tốt nhất, thì khả năng lây truyền bệnh sẽ tăng lên. Không ngủ chung với thú cưng đặc biệt được khuyến cáo đối với người cao tuổi và người mắc bệnh tiểu đường. Trên hết, con người và động vật có chu kỳ ngủ khác nhau. Thú cưng thức dậy thường xuyên hơn vào ban đêm, điều này khiến bạn mệt mỏi vào buổi sáng. Tệ nhất là chó thường lấn giường, không để bạn nhiều chỗ, như chú chó Piper mới của tôi đấy. Vậy tôi có đá nó xuống giường không? Không, thực ra là tôi bỏ luôn, không làm theo lời tôi vừa nói. Vậy bạn có ngủ với thú cưng không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận nhé. Ngủ khi tóc còn ướt. Rất có thể bạn đã nghe câu chuyện rằng việc này có thể khiến bạn bị ốm. Bạn sẽ không bị cảm lạnh chỉ vì ngủ khi tóc còn ướt đâu. Nhưng tóc sẽ yếu nhất khi ướt. Vì vậy, khi bạn lăn qua lăn lại trên giường sẽ tạo ra ma sát và khiến tóc bị gãy. Ngoài ra, vải của gối không chỉ hấp thụ nước từ tóc của bạn mà còn hấp thụ dầu tự nhiên. Đó là lý do tại sao bạn thức dậy với mái tóc khô và kém bóng mượt. Bên cạnh đó, nước và hơi ấm là tất cả những gì vi khuẩn cần để sinh sôi ngay trên gối của bạn. Điều này khiến bạn có nguy cơ bị nổi mụn nữa. Chọn sai áo gối. Mặt bạn tiếp xúc với áo gối lâu hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì khác. Đó là lý do tại sao việc mua áo gối lụa là quan trọng nếu bạn muốn giữ cho khuôn mặt của mình trông đẹp. Thứ nhất, lụa tự nhiên không gây dị ứng, đồng thời chống lại bộ ba nấm, mốc và mạt bụi. Ngoài ra, loại vải này còn giúp da bạn duy trì độ ẩm tự nhiên và sản xuất lụa cần ít hóa chất hơn nhiều so với các loại vải khác trên thị trường. Điều này giúp mặt bạn không tiếp xúc với những chất đó. Ngoài ra, độ mịn trong kết cấu của lụa giúp ngăn ngừa nếp nhăn nữa nha. Không dành thời gian thư giãn. Chúng ta đang sống trong thời đại khá căng thẳng và người ta phải cố mà ba đầu sáu tay xử lý công việc. Đó là lý do tại sao việc học cách thư giãn và chuẩn bị về mặt tinh thần trước khi đi ngủ là rất quan trọng. Có rất nhiều bệnh lý liên quan đến lo lắng và căng thẳng. Tôi chỉ kể một ít, đó là đầy hơi, nghiến răng, hội chứng ruột kích thích và tiểu đường. Tất nhiên, nhiều người không có thời gian thư giãn để giải tỏa căng thẳng cho đến khi đi ngủ. Vì vậy, hãy tắm nước ấm, đi dạo công viên hoặc đơn giản là ngồi thiền để tăng cường sức khỏe. Nếu bạn không thể quyết định nên thử hoạt động nào trước, hãy cứ suy nghĩ nha.